Em và mọi người, ok, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với cả con game đó chính là game Sunwin nha anh em nha. Thì ngày hôm nay đây mình sẽ lên chơi với cả anh em và mọi người trên con game Sunwin với số vốn đó chính là 5 đồng. Ok anh em nha. Vào quả sóc đĩa live stream đi xem nào. Jolie. Nguyên nguyên vị cả cả nhà có lag thế nhỉ? Húc được không? Lag giọng đúng không anh em? Lag giọng vãi cứt luôn. Lag cả hình ảnh luôn. Tôi đến chịu luôn các bạn. Đéo hiểu kiểu đéo gì lag vãi lìn. Rồi thoát ra xem nào. Thoát ra đã. Thoát ra vẫn chưa thoát được nhỉ. Đây rồi. Thôi thoát được rồi. Chắc là chơi cái 3D đã. Chơi cái 3D đã nhá. Chứ cái kia nó hơi lag các bạn ạ. Cầu 33. Khuôn thế nhỉ? Tay này tôi bỏ đi tay đầu tiên. Chưa biết cái gì cả. Nó vào nó đã 33 luôn rồi. Hơi khó nhỉ? Hơi khó chịu. Mẹ biết thế theo con mẹ nó 33 đẹp rồi. Rồi, có tiền đầu tiên đặt xỉu, tôi sẽ làm một củ xỉu nha anh em nhé. Các bạn nào mà chơi game Sunwin này thì chúng ta có thể tải ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận nha anh em nha. Hoặc anh em có thể lên Google để gõ là sunwin943.win. Ok anh em và mọi người. Bú xỉu nào. Bú con xíu là địt còn mẹ nó 63 còn ra cái gì anh em. 63 nó còn ra con 2. À quên, 23 nó còn ra con 6. Tôi nói nhầm. Làm cái xỉu nữa đi xem nào. Bọn này không xỉu nữa thì tội đến lạy luôn. Khuôn 33 vãi cứt luôn các bạn ạ. Đi bẻ cầu 33 đúng ngu luôn. Nó khuôn dài vãi luôn nhỉ. Theo thử tay nữa xem nào.
Đều biết có đúng câu 33 không các bạn? Ok, húp cầu 33 nhé. Cho ta này xem có Unin được không nhỉ? Đang cầu 33 thì sợ cái gì? Chỉ sợ bẻ cầu chứ theo cầu thì sợ cái gì đúng không anh em? Chỉ sợ bẻ cầu thôi. Chứ còn theo cầu thì không sợ gì cả. Làm quả xỉu đi. Cầu đẹp này không xỉu thì phí lắm. Định mệnh nha nó. Định mệnh nha nó. Tôi lại cứ tưởng là ra tài đấy thì chịu luôn đấy. Ok thôi. Onin cũng là gọi là hòa phèo lãi được mấy trăm của nó nhưng mình cũng không ưa nó nữa. Thì mình sẽ dừng cái video tại đây thôi anh em ơi. Link tải game này anh em và mọi người có thể tải ở phần mô tả của video. Cũng như là dưới phần bình luận nhé. Anh em nào mà không tải được nữa thì chúng ta có thể lên Google để gõ là sunwin943.win. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người ở những cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye anh em và mọi người.